Có phải em là Khổng Tú Quỳnh không? Đâu phải hả? Hello, em là Khổng Tú Quỳnh nè. Em đóng vai gì biết không? Đóng vai vợ anh đúng không? Ok, đúng rồi đó. Em có bảo hành đúng không? Nhưng mà em bảo hành anh á. Thì đó, em bị anh đánh điếc cho anh bực cái anh mới đánh lại mấy đứa con. Thiệt không? Đủ quýnh hả? Thiệt nha. Ôi xưa rồi, ủa cái gì vậy? Lương manh. Hello mọi người. Hello. Chào mọi người. Em quá nổi tiếng á, hiểu không? Mai Thu Hường nè em. Cái vụ gì vậy, có hãm hiếp ở đây nữa. Canh điểm cuối. Bấm gì hơi sò sau đó. Rồi nè. Anh sẽ nói. Đứng lên chạy ra đây. Nha. Không, bấm chạy ra đó. Chạy thẳng ra ngoài đó luôn hả? Ừ. Ok, giờ mò ra theo đây rồi, ok. Ra đây là thấy hai chả lộn nè. Đây là thấy chát. Mà mẹ tức bỏ vô. Cứu ông đó, có nghĩa tát cái bà mẹ ao em là kết. Bây giờ bấm đi cho mọi người hiểu nha. Rồi. Vô Khánh ơi. Thiếu mình không? Thấy em không? Anh không anh. Em nghĩ là góc ở đây kìa. Góc này cuốn hút. Cơ chuyên nghiệp đó các bạn, không, cô ấy đang chọn bối cảnh. Hôm nay có đủ sáng không? Không đủ sáng, đứng vào bị anh đừng đứng vào anh nhá. Đủ á, nhiều khi cũng được á. Không thì không ra bị xấu lắm. Cái góc này có ánh sáng mặt trời á, thì ra ở đây rồi. Cái nhìn đẹp mà. Nãy mọi người vừa quay thử lên rồi đó. Dương Châu Á. Dương Châu Á. Đây còn chật hơn nè. À đứng bên ban công. Anh đưa bạn đi cầm luôn. Không anh, có cái chuyện này. Anh ghê lắm. Okay. Tôi mất cỡ quá các bạn ơi, tôi nhảy luôn á. Anh chưa có nghe nhạc kịp á. Sao gà nó nhảy tùm lum vậy? Chắc được đấy nhỉ? Nhưng mà được. Có cách nào để mà để mà anh được đứng vào đây cho em căng. À nếu vậy thì chắc bạn này phải đứng dưới đây thì nó sẽ không bị dướng cái hành lang đúng không? Đúng không? Em sợ bị dính cái đó đúng không? Đúng không? Đây nghe đẹp hơn. Chị ơi. Áp lực quá các bạn, mình quay cái clip TikTok con bé nó phải được 1 triệu view, không thì nó nghỉ chơi TikTok. 3, 2, 1. Đó. Anh đi coi phải làm chưa? 3, mẹ, con có điều muốn nói. Ăn xong đi nói. Thôi em, con nó muốn nói thì để cho nó nói đi. Nhưng mà bây giờ ba mẹ không được làm gì, con mới nói được điều này thật sự rất là quan trọng đối với con á.
giờ con nói này, ai ra sau cùng người đến rửa bát. Không, rơi vào đây, quay vào đây bị sai rồi. Ai thử rửa bát không vậy? Thì phải là ba mẹ. Đúng không, phải là ba mẹ, con chị chạy đi mất rồi. Không, chị là con mất đi rồi. Nhìn camera là kết thúc. Là rồi, test đây nha. Quay một test này nữa nha. Quay ngút cuối thôi. Quay chắc mình chỉ có vàng được. Quay ngút cuối thôi đúng không? Quay lại đầu chắc nhỉ. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, ăn cơm đi con. Con ăn đi con. Ba, mẹ, con vào đây muốn nói. Thôi em, con muốn nói thì để cho nó nói đi. Nhưng mà bây giờ ba mẹ không được ăn thì con mới nói được. Vì thật sự điều này rất rất là quan trọng đối với con ấy. Ai đang cùng người đấy rồi bác? Ok ạ, anh cảm ơn mọi người ạ. Mọi người làm đi trễ tiến độ của ông Lộc quá rồi. Ok rồi, chị ơi. Hồi nào giờ mình đi quay mình bị lợi dụng quay TikTok, giờ mình biết cái hậu quả. Ủa? Em cũng chưa quay TikTok nè. Thôi mình quay luôn đi. Rồi bữa nay mình tới mình chỉ để quay TikTok thôi. Ok em. Mình đến đây mình mới quay cảnh chính của MV. Cảnh quay MV thì mình rất là lo về cái khâu thiết kế mình, tại vì kinh phí eo hẹp quá mà mình làm để tới hai cái chén lận. Cho nên là mình sợ mình bị trừ tiền cách xê thôi. Với lại một cú tát khá là mạnh, cái đầu thì mình tán nhẹ, cái thứ hai mình tán mình cảm giác là cái tay mình đụng trúng răng. Ủa, biết là răng thiệt hay răng giả thôi. Còn là răng thiệt. Nhưng mà phải thiệt là có trúng không? Trúng. Có trúng răng em hả? Không, cảm nhận không? Được cái tay em bị đau. Thôi chắc lúc đó là coi trường trúng cái khác anh. Trúng cái gì? Trúng cái gì? Ai biết đâu. Bây giờ nó có trúng gì hả? Không, nó trên đây lận chỉ có răng thôi. Răng với má thôi, không thể nào trúng được cái đó đâu. Ừ. Nhưng mà tại sao cái nhạc sĩ viết ra một cái ca khúc mà lại đạo diễn nghĩ ra cái cảnh là sao phải là lũ phu với người vợ vậy? Tại vì thấy cái khuôn mặt anh đóng ra điểu hợp đó. Mọi người biết không, mình để râu cho cái MV này gần tháng mấy nay á, nó rất là khó chịu. Thì mình đóng vai chồng của cô này là khoảng 23 tuổi mà con gái của mình là tới 28 tuổi. Ôi mà con gái của anh là sau này là ai vậy? Ca sĩ nổi tiếng Maya. Và một cô nữa đó là cô Lê Bấm, là cổ mới 19 tuổi rưỡi thôi. Lý do nào mà anh chị nhận lời tham gia MV này ạ? Tại vì chơi thân với nhạc sĩ thì nó đóng đâu, nhưng mà giờ mang tiếng chơi thân rồi không để mời mà không đóng cũng kỳ, tao kêu mình đóng. Anh cũng giống giống em á, anh thì chơi thân với đạo diễn nhờ cái MV này mà anh thân với lại nhạc sĩ luôn. Nhạc sĩ hứa có viết nhạc cho Nguyên Khánh nhưng mà không biết hát, với nhạc phim thôi. Rồi kêu ca sĩ quen em sẽ cho em sẽ cho Phạm Tú Quỳnh hát luôn được mà. Ok được quá. Vậy nha, em nói nha, cái này là em có thu lại đó nha, em là bằng chứng đó. Ra là Nguyên Khánh với Phạm Tú Quỳnh có chơi một cái game show chung với nhau chắc cũng phải 3-4 năm rồi. Hôm nay mới có dịp gặp lại thì lại bị ăn đánh bởi Nguyên Khánh, người chồng của Thu. Hy vọng có dịp gặp lại em nha, em sẽ cho anh đi hành hạ lại đi. Thôi em thấy hành hạ lại không hợp. Nói vậy thôi, đâu biết hành hạ gì đâu. Thể xác. Ồ. Đúng rồi, chàng nhất ơi, kìa. Chàng nhất của em á. Ủa của em đâu? Bảy không à. Sẽ cho em cảm nghĩ về vai diễn nè. Đây là một cái vai diễn mà nội âm sâu sắc, cào xé cõi lòng luôn đó mọi người. Không biết là sẽ như thế nào nhưng mà mới vô là thấy là ăn tát bóp bóp rồi đó mọi người à. Xong rồi sau đó giận quá bỏ đi, đi đâu thì cũng chưa biết luôn. Nói chung là Quỳnh chưa được biết kịch bản trước, chỉ mới tới đây rồi Quỳnh nghe được cái đoạn đó, Quỳnh chỉ biết là Quỳnh diễn cái đoạn đó vậy thôi á. Chị nhận xét về thế nào về nhạc sĩ Ai Tai ạ? À? Ủa ông đứng như đây rồi sao nói? Anh Ai Tai rồi. Được, anh đứng đây đi sao đâu. Không, anh đứng đây, anh sợ em mai. Ủa bây giờ sao nè? Dạ, đứng anh sợ em mai, anh đi ra. Cho nhiêu tiền để khen nè? Anh hả? Tùy tâm em. Thay đồ chứ là mình cách đây khoảng
mình đã từng hợp tác với lại anh ta trong một dự án. Bây giờ nói cái tên dự án liền. Mình nói cái tên dự án thì tôi đúng 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 đúng. Tình yêu quá trời luôn, tình yêu như đĩa thịt gà. Chưa nói đúng rồi đó. Má lâu ngày gặp lại diễn dẫn kỳ luôn nha. Kỳ nha. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip này nãy giờ nha. Và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cái clip này, cũng như là ủng hộ cho Hoài Lâm, ủng hộ cho nhạc sĩ Mai Tai và ủng hộ cho đạo diễn Đái Đại Lộc. Hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Huyền Khánh Vlog và like, share, đăng ký kênh của mình.